Bản tin trưa ngày 27 tháng 7. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 27 tháng 7. Bản tin sẽ gồm có những nội dung chính sau đây. Tin tại Việt Nam, Hà Nội phong tỏa một chung cư ở Hà Đông, áp dụng ngày chẵn lẻ cho phiếu đi chợ. Hải Dương, Điện Biên từ chối tài xế không có giấy xét nghiệm âm tính. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành khách phải ngủ lại sân bay Tân Sơn Nhất vì quá giờ giới nghiêm. Cảnh báo về hai sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo điều trị Covid-19. Đà Nẵng chi gần 13 tỷ đồng để tu bổ khu di tích giữa mùa dịch. Tin thế giới, báo Infa né Đài Loan, đổ bộ hai lần vào Trung Quốc, Thượng Hải như ngày tận thế. Trung Quốc ra yêu sách với Mỹ trong cuộc gặp cấp cao, thông báo tập trận ở Biển Đông. Cô bé 13 tuổi thành nhà vô địch trượt ván Olympic. Thụy Điển nghiên cứu vaccine Covid-19 dạng ống hít. Và sau đây mời quý vị đến với thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế vào sáng nay ngày 27 tháng 7 ghi nhận 2.764 ca COVID-19 ở 21 tỉnh thành, trong đó có 538 ca trong cộng đồng. Trong ngày 26 tháng 7, trong nước đã ghi nhận 7.859 ca. Như vậy là chỉ trong 36 giờ, Việt Nam đã ghi nhận 10.623 ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ đợt dịch mới từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 105.287 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành, trong đó có 524 ca đã tử vong. Hà Nội phong tỏa một chung cư ở Hà Đông, áp dụng ngày chẵn lẻ cho phiếu đi chợ. Vào tối ngày hôm qua ngày 26 tháng 7, lãnh đạo phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho biết đã phong tỏa tòa nhà S1, chung cư Season Avenue thuộc khu CT09, khu đô thị Mộ Lao do có ca nhiễm COVID-19. Tòa nhà này có khoảng 400 căn hộ với hơn 1.000 cư dân. Hiện khu vực này đã phun khử khuẩn và đang rà soát những người có liên quan đến ca COVID-19 này. Cũng trong tối cùng ngày, đại diện phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thông tin về một ca nghi nhiễm COVID-19 là công an làm việc tại trụ sở công an phường Lê Đại Hành ở số 41 phố Nguyễn Đình Chiểu. Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của người này cùng với 35 người khác tại cơ quan và gửi lên CDC Hà Nội. Cũng trong chiều ngày 26 tháng 7, phường Nhật Tân, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn lẻ và bắt đầu áp dụng vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7. Mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần. Thời gian đi chợ chỉ đi được trong vòng 1 giờ một ngày. Ngoài phát phiếu đi chợ, phường Nhật Tân còn phát thẻ lao động cho các hộ gia đình. Mỗi hộ một người được phép ra vào bãi đào phường Nhật Tân để làm việc. Tiếp theo, một người từ Hà Nội đi qua 3 tỉnh để tránh chốt kiểm dịch về nhà. Cũng trong tối ngày hôm qua ngày 26 tháng 7, Công an huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh cho hay đang làm rõ việc người đàn ông sinh năm 1984, trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên về hành vi trốn tránh chốt kiểm dịch COVID-19 khi trở về từ vùng có dịch. Tại cơ quan, anh khai nhận đã di chuyển xe máy từ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tỉnh Bắc Ninh, sau đó sang Bắc Giang, tiếp đó là lên Lạng Sơn rồi đi qua các đường mòn trong rừng về xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ. Và trong lúc chờ đợi người thân đến đón thì người này đã bị công an bắt và đưa về trụ sở. Hiện trường hợp trên đã được xét nghiệm và chờ xử lý theo quy định. Tại Hải Dương và Điện Biên từ chối tài xế không có giấy xét nghiệm âm tính. Theo báo Dân Trí đưa tin vào ngày 26 tháng 7, tỉnh Hải Dương đã không cho các lái xe thiếu giấy xét nghiệm real-time PCR âm tính đi qua chốt, làm cho chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ 18 đoạn qua Phả Lại, Quảng Ninh bị ách tắc hơn 6 km. Ngoài Hải Dương thì Điện Biên cũng yêu cầu tất cả công dân đi vào địa bàn tỉnh phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Xe nào không có giấy xét nghiệm phải quay đầu hoặc đợi để test nhanh tại trạm. Vậy nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ khoảng 1 km. Do đó, nếu quý vị nào đến hai địa điểm trên thì cần chuẩn bị đủ các thủ tục giấy tờ để được đi qua chốt kiểm dịch, tránh gặp sự cố không đáng có này thưa quý vị. Tại Lào Cai, tạm dừng hoạt động xe khách liên tỉnh, An Giang siết đi chợ 2 lần một tuần. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay ngày 27 tháng 7, giới chức tỉnh Lào Cai cho biết đã dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe khách, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ địa phương này đi đến địa bàn các tỉnh, thành phố khác. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như xe phục vụ phòng chống dịch bệnh, chở người dân đi cấp cứu, phòng chống thiên tai hoặc các trường hợp khác theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Còn tại tỉnh An Giang vào ngày 26 tháng 7, ngành y tế tỉnh An Giang phát hiện 50 ca nhiễm COVID-19 tại 3 cụm dịch là thành phố Châu Đốc 20 ca, công ty Nam Việt, huyện Châu Thành 16 ca, thị xã Tân Châu 5 ca và thành phố Long Xuyên 9 ca.
Theo báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến căng thẳng theo chiều hướng xấu. Tỉnh này đang chuẩn bị phương án sẵn sàng cho tình huống 10.000 người bị cách ly. Cùng ngày, tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương chỉ cho người dân đi chợ 2 lần một tuần, không như lúc trước là 3 lần một tuần, siết lại số lượng người đi chợ dưới 30%, hạn chế người ra đường không cần thiết. Tại Đồng Nai, 231 ca, Bà Rịa Vũng Tàu, 143 ca COVID-19. Trong ngày hôm qua, ngày 26 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 231 ca nhiễm, bao gồm 46 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc và 185 ca trong khu cách ly phong tỏa. Đồng thời, bổ sung thêm một container xét nghiệm COVID-19 lưu động được đặt tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 27 tháng 7 đã ghi nhận 143 ca mắc mới, hiện đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cao nhất là huyện Long Điền 68 ca, thành phố Vũng Tàu 44 ca, huyện Xuyên Mộc 20 ca, thành phố Bà Rịa 2 ca, huyện Đất Đỏ 3 ca, thị xã Phú Mỹ 6 ca. Tổng số ca mắc ghi nhận từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 1.011 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành khách phải ngủ lại sân bay Tân Sơn Nhất vì quá giờ giới nghiêm. Theo báo Tuổi Trẻ cho biết, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 26 tháng 7, chuyến bay từ Hà Nội đã hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hành khách không có xe đón về nhà đành phải ngủ lại ở sân bay. Một số người đi bộ ra đường Trường Sơn chờ người nhà. Trong số này, có những hành khách là chỉ cách sân bay khoảng 5 km nhưng cũng đành phải chấp nhận tìm chỗ ngả lương qua đêm ở sân bay. Nhóm hành khách khác thì liên hệ được với tài xế xe có dán dòng chữ xe phục vụ phòng chống dịch COVID-19, trả phí cho tài xế để ghép nhiều người trên chuyến xe trở về nhà. Cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã cho chuyển đổi 3 bệnh viện dã chiến số 1, số 6 và số 13 thành bệnh viện điều trị COVID-19. Những bệnh viện này sẽ tiếp nhận những bệnh nhân có triệu chứng trung bình, nặng hoặc có triệu chứng chuyển nặng từ các khu cách ly tập trung F0 quận huyện. Tiếp sau đây, mời quý vị cùng chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Cảnh báo về hai sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo điều trị COVID-19. Theo báo Tiền Phong vào ngày hôm qua ngày 26 tháng 7 đưa tin, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định có hai sản phẩm giả mạo xuyên tâm liên chữa được COVID-19 trên thị trường nhưng chưa được đăng ký tại Cục. Hai sản phẩm này gồm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 có logo Toàn Lộc, vỏ hộp màu đỏ và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 có logo Nhất Lộc, vỏ hộp màu xanh. Cả hai loại này đều có công dụng kháng virus, kháng COVID, kháng viêm, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19. Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo, cho tới nay, trên thị trường Việt Nam không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID-19. Không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được cho phép ghi công dụng điều trị bệnh. Đà Nẵng chi gần 13 tỷ đồng để tu bổ khu di tích giữa mùa dịch bệnh. Theo báo Thanh Niên vào ngày 26 tháng 7, Sở Văn hóa Thông tin thành phố Đà Nẵng vừa chi tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng vào dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi khu di tích lịch sử văn hóa làng Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Quy mô của dự án gồm có tu bổ, phục hồi khu di tích với diện tích 2.600m2 khoanh vùng bảo vệ, gồm nhiều hạng mục khác nhau. Hiện đơn vị nhà thầu dự án này đang bóc dỡ những chỗ xuống cấp để xây chát mới và bổ sung một số công trình phụ trợ. Ngoài ra, tại địa bàn quận Sơn Trà, Sở Văn hóa Thông tin đang triển khai dự án trùng tu đình Cổ Mân với tổng mức đầu tư gần 7,4 tỷ đồng. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng cũng đang khá phức tạp, xuất hiện nhiều cụm dịch cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Trước đó, thành phố đã quyết định tạm dừng hoạt động tại cảng cá Thọ Quang trong thời gian 7 ngày kể từ 12 giờ ngày 26 tháng 7, sau khi phát hiện ít nhất là 26 ca nhiễm COVID-19 tại đây. Trong ngày 26 tháng 7, thành phố đã ghi nhận 34 ca nhiễm mới. Trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7, ngành chức năng Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm cho tất cả các chợ trên địa bàn thành phố. Vừa rồi là những tin tức tại Việt Nam. Tiếp sau đây, mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Báo Infa né Đài Loan, đổ bộ 2 lần vào Trung Quốc, Thượng Hải như ngày tận thế. Thưa quý vị, như Khỏe Tự nhiên đã đưa tin, vào ngày 25 tháng 7, siêu báo Infa đã đổ bộ vào thành phố Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gây ra mưa rất to và sạt lở đất. Điểm đáng chú ý là đường đi kỳ lạ của cơn bão này. Ngay khi gần áp sát vào Đài Loan vào sáng ngày 23 tháng 7, thì nó lại đột ngột quay 90 độ và di chuyển thẳng hướng về Thượng Hải, Chiết Giang. Sau đó, bão quét vòng quanh khu vực Giang Tô và Chiết Giang, khiến cho thời gian tồn tại của bão tăng lên rồi lại đổ bộ lần hai vào các khu vực ven biển từ Bình Hồ ở tỉnh Chiết Giang đến Phố Đông ở Thượng Hải.
Một đoạn video được chia sẻ trên Twitter cho thấy bầu trời thành phố này tối sầm lại khi những đám mây đen che khuất các tòa nhà chọc trời, khiến cho cảnh tượng như ngày tận thế. Khoảng 330.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực ven biển của Thượng Hải. Tại Trịnh Châu, một tài xế xe kéo từng có mặt tại hiện trường cho biết trong đường hầm phát hiện hơn 6.000 thi thể. Hơn nữa, số lượng vẫn đang tiếp tục tăng. Con số này lớn hơn 100 lần so với báo cáo của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện quân đội nước này đã tiếp quản việc dọn dẹp hiện trường nên không cách nào kiểm chứng được số thương vong thực sự. Cùng lúc, báo chí nước ngoài đã đến đưa tin về Trịnh Châu bị người dân địa phương ngăn cản tác nghiệp. Văn bản dò rỉ tiết lộ rằng, Ban Quản lý đường hầm Trịnh Châu đã đưa ra thông báo nhắc nhở từng hộ buôn bán trong khu vực cảnh giác cao độ và không tự ý tiếp nhận phỏng vấn của báo chí nước ngoài khi chưa được phép. Họ thậm chí còn cấm người dân đăng thông tin và video thảm họa lên mạng, ra lệnh cho các quan chức không được công bố thông tin liên quan đến lũ. Kể cả khi một người có người thân bị mất tích, họ cũng không được phép đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng. Chính quyền viện cớ rằng thông tin trên mạng đã bị thổi phồng với động cơ thầm kín. Trận lũ còn khiến Internet và hệ thống điện thoại ở thành phố này bị tê liệt. Một người dân Hà Nam cho biết không có tín hiệu điện thoại, thanh toán di động cũng không được sử dụng, giống như quay trở về thời đại không có mạng Internet vậy. Cũng trong ngày 25 tháng 7, một cơn bão cát cao ít nhất 100 mét đã khiến thành phố Đôn Hoàng ở Tây Bắc Trung Quốc bị bao phủ bởi khói bụi. Video của Đôn Hoàng cho thấy bức tường cát từ từ len lỏi qua các tòa nhà và đường cao tốc. Cảnh sát địa phương đã phải áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông trên đường cao tốc của thành phố khi tầm nhìn giảm xuống dưới 5 mét. Trung Quốc ra yêu sách với Mỹ trong cuộc gặp cấp cao. Vào ngày 26 tháng 7, cuộc gặp cấp cao giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Wendy Sherman và các quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc đã không đạt được kết quả nào. Không những thế, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục luận điệu cao giọng và đưa ra yêu sách với Hoa Kỳ. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong cho biết, phía Trung Quốc đã đưa ra hai danh sách về những hành động mà Bắc Kinh cho là Washington cần chấm dứt và danh sách các vụ việc mà Bắc Kinh lo ngại. Theo đó, thì phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và ngừng yêu cầu dẫn độ đối với giám đốc tài chính Huawei. Theo ông Tạ, quan hệ Mỹ-Trung đã đi vào bế tắc và phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì một số người ở Mỹ đang xem Trung Quốc như kẻ thù tưởng tượng. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, thì yêu cầu Washington dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt và thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc. Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Jen Psaki cho biết, triển vọng về một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden và ông Tập không được đề cập đến. Và ngay sau cuộc gặp cấp cao với phía Mỹ, Trung Quốc thông báo sẽ tập trận ở Biển Đông từ 18 giờ ngày hôm nay ngày 27 tháng 7 đến 22 giờ ngày 29 tháng 7. Nó sẽ được tổ chức ở vùng biển giữa đảo Thương Xuyên của Quảng Đông và Biển Đông. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã diễn tập 6 ngày từ 17 đến ngày 21 tháng 7 ở biển Hoa Đông, ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, nơi chỉ cách Đài Loan 243 km. Tính từ đầu năm đến nay, quân đội Trung Quốc tiến hành hoặc lên kế hoạch cho ít nhất 25 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 10 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Còn trong năm ngoái, quân đội Trung Quốc tiến hành ít nhất là 20 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 9 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và 5 cuộc tập trận trái phép xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cô bé 13 tuổi thành nhà vô địch trượt ván Olympic. Vào ngày 26 tháng 7, cô bé Nishiya, 13 tuổi, đến từ Nhật Bản, đã mỉm cười nhận huy chương vàng trượt ván của Thế vận hội Olympic. Trong cuộc so tài này, cô bé đã vượt qua hai đối thủ khác cũng 13 và 16 tuổi để giành huy chương vàng bộ môn trượt ván. Trên trang Twitter của Olympic Tokyo 2020, nhiều người đã ca ngợi màn trình diễn của cô bé và tỏ ra thán phục khi biết trượt ván là một bộ môn bị cấm ở rất nhiều khu vực công cộng tại Nhật Bản. Và tin cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay, Thụy Điển nghiên cứu vaccine COVID-19 dạng ống hít. Vào ngày 26 tháng 7, BBC đưa tin một phòng thí nghiệm của Iconovo, Thụy Điển đang phát triển vaccine COVID-19 dạng ống hít. Loại vaccine này có dạng bột và kích thước chỉ bằng bao diêm. Cách sử dụng loại vaccine này tương đối đơn giản, chỉ cần tháo miếng nhựa nhỏ ra và đưa nó vào miệng rồi hít thở sâu. Bởi vậy, nó có thể được sử dụng mà không cần đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Quy trình bảo quản của loại vaccine này cũng khá đơn giản, nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 40 độ C. Bởi vậy, nó có thể được phân phối dễ dàng và không cần dây chuyền lạnh giống như các loại vaccine khác. Công ty hiện đang thử nghiệm loại vaccine này trên các biến chủng beta và alpha, và cho đến nay, nó mới chỉ được thử nghiệm trên chuột. Tuy nhiên, họ đã huy động đủ kinh phí để bắt đầu nghiên cứu trên người trong vòng 2 tháng tới.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn luôn được mạnh khỏe và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối ngày hôm nay.